Xin chào, tôi là Sơn Tùng MCP. Nếu mà không có bố mẹ thì chắc chắn là không có Tùng ngày hôm nay rồi. Không có mẹ thì Tùng sẽ không thể vào trong Sài Gòn. Thực ra thì ngày xưa Tùng và bố thì không hợp nhau lắm. Cuối năm lớp 12 thì Tùng có nói là một cái câu mà bố cũng không bao giờ ngờ tới, đó là con muốn thi âm nhạc. Bố bảo thủ mà. Bố là một trong những người rất là vô cùng bảo thủ, khó tính và cũng dễ để mà nghe một câu chuyện từ người khác. Lúc nào bố cũng nghĩ bố là người nói đúng. Đến năm lớp, đến năm cấp 3 ấy, cái niềm đam mê của mình càng ngày càng lớn ấy. Mà mình không biết như kiểu có ai, như kiểu có, phải nói thật là như kiểu có người kéo mình đi ấy. Kéo mình vào con đường đấy. Mà trong đầu mình không hề nghĩ gì nữa, nó tiêu cực cực. Mình đơn giản là mình chỉ muốn đọc bám thôi, và mình muốn đến cái con đường đó. Cái lúc mà rút áo ra đi, nó là một cái lúc mà mình cảm thấy rất là nặng trĩu, lo lắng mọi điều. Bố có nói một câu là giờ thì con quyết định đi con đường này thì bố mẹ cũng không muốn nói gì nhiều nữa, ngày mai là ngày con đi rồi thì bố chỉ muốn nói một câu này thôi, sau này khổ sở thì đừng quay lại trách bố mẹ thôi. Chút ngại ngùng của một thanh niên trẻ sợ bị quê, sợ bị xấu hổ, thế cho nên là mình rụt rè với tất cả mọi thứ, mình để cho mọi người làm trước mình mới làm sau. Và lúc này thì mình cảm nhận thấy là mình đang dần trưởng thành lên. Mình nghĩ đến cái đam mê ước mơ của mình, gồng mình lên bắt buộc phải đi. Bây giờ không đi thì ước mơ đam mê ai sẽ là người làm giúp mình? Nếu không phải là mình thì không phải là ai hết. Thế khi bạn mở cái cánh cửa chú gì ra thì mình thật sự vô cùng bất ngờ. Nghĩ chú tình vào khổ vậy, cảm thấy trân trọng quãng thời gian đó, nó đã giúp mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Nó không phải là một cái thằng Tùng trẻ con suốt ngày sợ xấu hổ, suốt ngày phải đẹp, suốt ngày thì sợ người ta nhìn người ta cười mình. Không, bây giờ khác này. Bây giờ Tùng có thể chấp nhận mọi thứ. Kiểu gì Tùng có thể xa, thì Tùng có thể đi được nhà, thì Tùng có thể ở mà không ngại gì người ta nhìn mình. Khi mình bước chân ra khỏi nhà thì mình phải trưởng thành nữa. Mình mà không trưởng thành thì không ai trưởng thành hộ mình ở, và không ai có thể, nếu mà không phải mình thì dù có người khác nói cỡ nào nữa mà mình không, nếu mà mình không thông cái đầu mình thì mình cũng không bao giờ mình có thể trưởng thành được hết. Quyết tâm làm việc với anh Huy rồi là mình cũng chẳng, mình chưa thể tin anh Huy hết 100%. Hai em ngồi với nhau rồi thì anh em chỉ nói trong hoài bão thôi, nói về những cái rất là xa mà thậm chí là chưa ai chạm tới. Thì nó cũng là cả một cái thời gian mà rất là mệt mỏi. Nói chung là gia đình mình chẳng có ai muốn là mình làm việc với anh Huy. Cái chuyện thích hay không thì bố mẹ tính sau, nhưng mà thì trong đầu em nói là, nhưng mà khi mà hai người không ngồi được với nhau ấy thì cái vấn đề thích nó là một cái phần trăm vô cùng không được xảy ra. Em còn nhớ cái câu mà bố nói là em coi chừng ấy Huy ạ, anh cũng không phải đơn giản đâu. Thì khi mà sau vụ anh Huy Tuấn và anh Hà Đông bây giờ thì bố mẹ rất là sợ số biết, ngay cả em cũng rất là sợ một cái nguồn hy vọng để mình có thể bước ra một con đường khác và mình đi theo một con đường khác để mình có thể lột sạch, quên tất cả những quá khứ của mình. Cái ước mơ của mình từ bé là được hát, thì cho đến dù có mình 50 tuổi hay 60 tuổi thì vẫn muốn một người nào đó ngồi cạnh em hát. Sau cái mà cú sốc tinh thần công ty cũ ấy, thì cái niềm tin nữa em cảm giác là em không còn tin mọi người như trước kia. Em không thể đặt quá nhiều niềm tin nữa thì bất kỳ một ai cả, tại vì em sợ nhất là cái lòng tắt mà em đi. Sau hôm The Voice thì lúc đấy thì cảm cộng đồng underground lên tiếng thì mình cảm thấy mình buồn nhé. Mà mình cảm thấy là mà mọi người nghĩ thì mình như này, quan điểm của mỗi người đều khác. Có thể là khi mà họ nhìn thấy mình trên sân khấu ngủ ngáo rồi, thằng này ghét rồi, nhìn cái mặt diễn ghét lên sân khấu, nhưng mà cái suy nghĩ này của họ là sai. Tại vì cái sân khấu thì mỗi một người nghệ sĩ có một cách điên riêng của họ. Ai cũng nghệ sĩ nào có một cái tôi, có một cái phong cách, một cái điên riêng của họ ở sân khấu. Bây giờ thử hỏi lên sân khấu mà không điên thì ai xem? Lên sân khấu mày có thể làm vua, mày có thể làm ông hoàng, nhưng khi bước sân khấu rồi thì mày vẫn chỉ là một thằng Nguyễn Thanh Tùng. Mày là một người con bình thường, mày là một công dân bình thường, và mày phải sống đàng hoàng với tất cả mọi người. Mày không được phép kiêu căng. Trước khi mà bước vào cái nghề này thì em nhìn thấy cuộc đời nó toàn là màu hồng thôi, nó toàn là tình yêu âm nhạc, đều là những giai điệu đẹp, đều là những con người yêu thương nhau. Thế rồi sau khi mày bước chân vào cái sau trong sâu biết thì em cảm thấy là sao nhiều chuyện rắc rối thôi. Sao mình sống thật lòng với con người của mình mà mọi người lại không thật lòng mình? Mình thấy cảm thấy khó hiểu. Và khi những lúc khó hiểu ấy rồi thì mình biết phải làm sao? Thì mình chỉ biết tâm sự với bố mẹ, tâm sự với những người thân, những người gia đình mình thôi. Mình đâu thể điện thoại người ta mà. Này, sao anh sống mệt mỏi quá em? Sao xã hội này bây giờ chả lẽ em lại điện từng người một, sao cái showbiz này mệt mỏi quá? Nhưng mà suy nghĩ đi, phải suy nghĩ lại. Ông chồng sẽ hủy cho mình hết tất cả cái gì?
khi quyết định bước chân vào đâu đấy là chắc chắn đánh đổ nó. Cái gì nó cũng chỉ có một thời gian đó thôi. Vấn đề là bạn kéo dài được cái độ va của cái tên bạn được bao lâu thôi. Sao đó thì thuộc của bạn. Nhìn lại cái chặng đường kia thì mình cảm thấy mình chỉ biết nói một từ cảm ơn. Và cảm ơn mày, mày đã lựa chọn một con đường đúng không? Tại vì nếu như mà lúc đấy mình không quyết tâm, mình cứ suốt ngày nghĩ chuyện tiêu cực, mình vào trong này mình sẽ gặp những điều xấu xa và mình không thành công, thì chắc chắn là Tùng sẽ không bao giờ đứng được trên chỗ này ngày hôm nay. Không gian ở đâu cũng chắc cho ta trả lời được hết dần những ngày qua. Bùng lên trên những cây viết thảo theo là mấy mộng xuôi. Nếu đi tiếp đôi chân dường như mất thăng bằng. Từng hít thẳng quên đi cơn mơ ta trong mơ bỏ. Năng thẳng của đơn với tôi vẫn. Tương lai của đơn với tôi vẫn. Đêm nghe ngày qua cùng mưa rơi vơi. Và lại cấm ta ở đâu cũng biết trước. Nào của tôi hình như là hơi vội. Nỗi niềm tôi đã làm gì nên tôi. Những chỉ trích sẽ xéo như thế họ đã quy chung của tư lưu chơi thôi. Còn những người tài sầu hoen làm như bởi lời rơi nghề phai. Thôi tôi cầm hút. Em tay dương dày của tâm hồn. Ta chạy cứ tìm cảm xúc dù chỉ là một chút. Nhắm mắt cô độc chưa chọn người đã cho tôi yên mình dù chỉ là một phút. Phát sẵn dễ là không những tương tình chân bởi có lẽ ngay ta là mất đi tôi. Ở đâu đó kia tôi còn đường chỉ là nước mắt anh nhìn trôi. Ở đâu đó kia tôi chẳng chạy kia anh sẽ mời chờ tôi. Ở đâu đó sẽ có người đã chứng ra ta ôm lấy thân này. Có lẽ tôi đã tìm đường dẫn hay đường đi dài. Ta cho cần một lời thông báo cho biết thương ra tôi là tôi. Tin mày, em trai, tin mày. Luôn sẽ theo từng bước chân mày. Như vinh quang tự hào của gia đình này. Có những đêm mẹ mày khóc. Ba thương mày đến mà khóc. Động lực ta không cho phép mày chúng bước trong chắc đó thằng người kia. Đứng dậy đi. Mạnh mẽ đứng dám đứng lên mà thất bại. Xong chung những điều không thể thay đổi. Đến tất cả trở thành bao hạ nào thất tình đi. Mặt tâm xỉn xích ta trải hết đam mê và thể xác. Theo đơn giá đam cho mọi trẻ yêu thương. Nhìn lại chạy đời được biết mình là ai. Cảm ơn tất cả chính lại, cảm ơn mọi sự thất bại đã tạo nên một con tim bất diệt trên bầu trời ngày hôm nay. Ở đâu đó kia tôi còn đường chỉ em biết mắt còn nhìn trôi. Ở đâu đó kia tôi chẳng chờ được kia anh sang đang chờ tôi. Ở đâu đó sẽ có người đã chứng ra em ôm lấy thân này. Có lẽ tôi đã tìm được chính hay đường đi dài. Có cho tâm của tôi không bao giờ biết thương cả tôi là tôi. Có lẽ những nơi đau đã giúp tôi trưởng thành hơn. Những giọt nước mắt khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm ơn tất cả. Anh xin cảm ơn chị Tì. Ở đâu đó kia tôi còn đường chỉ em muốn mắt còn nhìn trôi. Ở đâu đó kia tôi chẳng thể kia